Chương 451, Bắc Cương Chí Cường Chiến Từ dương rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ, thấy rõ trong đó toàn bộ bí mật, duy chỉ có còn lại cái này cùng kinh vân cốc bên trong phong ấn đặc thù cấm kỵ có liên quan nội dung, đêm tối quân chủ cũng không thể cho ra một cái chân chính đáp án. Dù sao, có thể trấn áp phượng hoàng nhất tộc lực lượng của lãnh tụ, tuyệt đối là có thể đạt tới thần chi cấp bậc lực lượng, căn bản không phải phàm tục người có thể đụng vào. Hiện tại xem ra, Bắc Cương Kinh Vân Cốc, khi là một cái phong ấn lực lượng của thần khủng bố chi địa, nếu như ta thật quyết định mở ra cái này đạo lỗ hổng, thật không biết ngày sau sẽ còn phát sinh cái gì. Hơi không cẩn thận, khả năng toàn bộ đại lục vận mệnh tiến trình đều sẽ bởi vì ta mà sửa. Từ dương trong lòng hiện ra một ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền lại khôi phục thần sắc bình thường, một lần nữa nhìn về phía trước mặt đêm tối quân chủ. Người nói cho ta những cái này đến quan bí mật trọng yếu, không thể nghi ngờ cũng cùng cấp tại hướng ta thả ra một cái khác tin tức đó chính là hôm nay nơi này giữa ngươi và ta chỉ có một người có thể sống trời đi đêm tối quân chủ gật đầu cười không sai giữa ngươi và ta chỉ có một người có thể mang theo bí mật này tiếp tục đi tới coi như ta không đánh với ngươi một trận khi ngươi mở ra kinh vân cốc cấm chế một khắc này ngươi cũng đem thế tất sẽ trở thành địch nhân của ta cùng nói dạng này chẳng bằng ngươi ta sớm làm kết thúc nếu như ta chiến thắng thông vệ ngươi năng lực coi như không đạt tới thần chi cấp bậc ta cũng giống vậy có trăm phần trăm nắm chắc mở ra kinh vân cốc, mà nếu như người thắng là ngươi, như vậy cái này ám duệ ma long long nguyên, tự nhiên cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ngươi. Hai đại cường giả tối đỉnh, dường như trong vấn đề này đạt thành chung nhận thức, hôm nay một trận chiến này không riêng gì muốn quyết định toàn bộ Bắc Cương vận mệnh đi hướng, cũng sẽ triệt để ảnh hưởng toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu Bắc vực vận mệnh cách cục. Nếu như Từ Dương đắc thắng, Bắc Cương chư tộc lại một lần nữa đưa về đến Từ Dương trưởng khống phía dưới, đến lúc kia, Mộ dung kiếm cũng sẽ tại từ dương nâng đỡ phía dưới, trở thành bắc hoàng triều một đời mới lãnh tụ. Tam thiên đạo châu Bắc Vực cũng đem chân chính trên ý nghĩa đưa về từ dương thiên lam đế quốc thống ngự phía dưới. Mà nếu như một trận chiến này từ dương không thể thủ thắng, tối như vậy dạ quân chủ không thể nghi ngờ đem mượn nhờ cơ hội này trở lại đại lục đỉnh phong. Đã hết thảy đã được quyết định từ lâu, như vậy liền để người ta vào hôm nay một trận chiến này bên trong sốc lên vận mệnh đáp án cuối cùng đi ầm ầm. Nháy mắt sau đó, Từ Dương cùng đêm tối quân chủ đồng thời lên trời mà lên, hai người này ở giữa chiến đấu, nhất định là muốn lấy toàn bộ thương khung vì chiến trường. Mà khi nhìn thấy hai người này bay về phía giữa không trung trong nháy mắt, Huyền môn bên trong người cùng Long Khôn cùng Linh Giao đều hiểu, nhà mình lão đại làm ra như thế nào một cái quyết định. Xem ra không cần chúng ta tiến vào, hai người này ở giữa quyết đấu đỉnh cao, đem quyết định toàn bộ bắt cương vận mệnh đi hướng khi căn bản đã không phải chúng ta có thể tham dự cùng khống chế cục diện. Long không ngược lại nhẹ nhõm không ít, khoanh tay thảnh thơi thảnh thơi nói ra dạng này một sự thật, về phần bên người những người khác, thì đều một bộ ước mơ mà hướng tới bộ dáng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái này kinh tài tuyệt diễm hai đại cường giả. Không có bất kỳ cái gì càng nhiều do dự, từ dương trực tiếp nhô ra tu la chi kiếm, xuất ra mình cường đại nhất một mặt, mà đêm tối quân chủ, cũng một lần nữa đem kia một viên ám duệ ma long long nguyên đánh vào đến trong cơ thể mình trực tiếp để khí tức của mình kéo lên đến độ kiếp đỉnh phong trình độ. Tại mở màn trước đó, ta nghĩ muốn hiểu rõ một vấn đề, nếu là ngươi cùng ngươi ca ca hai người đồng thời đạt được Ma Long Long nguyên truyền thừa, như vậy trong tay ngươi cái này một viên Long nguyên còn hoàn chỉnh. Quân chủ cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, huynh trưởng của ta là dùng tâm thần câu diệt làm đại giá, cưỡng ép bóc ra trong cơ thể Ma Long truyền thừa lực lượng, đem hắn kia một bộ phận Long nguyên lực lượng cùng ta Long nguyên kết hợp hoàn mỹ bởi vậy trong cơ thể ta ma long lực lượng kia là đầy đủ nhất long nguyên truyền thừa từ dương lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt ngươi đã là ta đối mặt cái thứ tư long duệ người thừa kế ta ngược lại muốn xem xem cái này long tộc lực lượng đỉnh phong đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ từ dương dường như mỗi một lần tại cùng long tộc lực lượng lúc giao thủ đều sẽ trở nên hưng phấn dị thường trong cơ thể tu la lực lượng bị hắn điều tiết tới được đỉnh phong trình độ phía sau kia quen thuộc tu la thần đồ đằng lần nữa hiển hiện, hiện. Tu la đạo đồ long Một tiếng tận tình gào thét giữa trời nổ vang Từ dương bột phát ra trước nay chưa từng có tài năng tất lộ một mặt Tán đi tự thân hết thảy phòng ngự tính thủ đoạn Hoàn toàn đắm chìm trong một loại tối đỉnh phong giết chóc trạng thái ầm ầm Tu la lực lượng giữa trời chém xuống Vô cùng kinh khủng lực lượng phát tiết ra tới Trước mặt mọi người cái này đạo hư không vết trách vô hạn phóng đại Ông trời của ta Hắn thậm chí ngay cả hư không đều chém vỡ, đây là như thế nào một loại lực lượng, lại có thể bao trùm tại hư không pháp tắt phía trên. Hai người bọn họ, khoảng cách chân chính thần đều chỉ thiếu chút nữa xa, một cái là tu la thần truyền thừa người sở hữu, một cái là chân chính ma long long nguyên người sở hữu. Hai người này tiến hành sinh tử chi chiến cường độ có thể nghĩ. Long không một bên vì bên người mấy người này làm lấy giải thích, còn vừa đang không ngừng phóng thích tự thân lực lượng bản nguyên dùng để thủ hộ mình bản thể. Những phương hướng khác, ngũ hành trưởng lão cũng đều riêng phần mình ngưng tụ mình nguyên tố lực tiến hành thủ hộ, bởi vì hai người này quyết đấu đỉnh cao, bộc phát ra lực hủy diệt thực sự quá mạnh, nếu như vẹn vẹn đứng tại chiến trường này phía dưới. Chỉ sợ thật sẽ bị cổ lực lượng này hoàn toàn xé nát. Vân thiên phía trên, ám duệ ma long nửa hòa tan hình thái rất nhanh trình diễn. Đêm tối quân chủ hai tay đã hoàn toàn hòa tan, biến thành hai đầu chân chính cự long cánh tay, mà hai chân của hắn cũng đã lâm vào bán long hóa trạng thái. Cùng lúc đó, từ dương thình lình phát hiện, trong cơ thể hắn nhân tộc huyết mạch vậy mà cũng bắt đầu lâm vào nửa hòa tan hoàn cảnh. Kỳ quái, vì sao ám duệ ma long long tộc lực lượng, tại gia hỏa này trên thân thể hiện như thế phát huy vô cùng tinh tế. Liên tiếp đụng phải mấy cái này long tộc lực lượng người sở hữu, chỉ có hắn hòa tan trình độ sâu nhất. Cùng hắn đối kháng, gần như cùng chân chính cự long giao thủ không có quá lớn khác nhau. Từ dương trong đầu cái nghi vấn này sinh ra về sau, rất nhanh vương giả chi kiếm kiếm hồn cho ra đáp án. Ám duệ cự long, cùng trước đó bị ta chém giết cốt long có hiệu quả như nhau chỗ, cái này hai đại long chủng trong mạch máu, đều có tương đối độc lập tồn tại nguyên tố lực. Nói một cách khác, bọn hắn chính là long tộc ở trong nguyên tố người khống chế. Từ dương nghe vương giả chi kiếm kiếm hồn cho ra đáp án, lập tức nhận dẫn dắt. Ý của ngươi là, bọn hắn long nguyên lực lượng cùng nguyên tố lực kết tinh là hai cái tương đối độc lập cá thể, Long Nguyên sở dĩ có thể hoàn thành cao như thế trình độ hòa tan, là bởi vì có nguyên tố tác phẩm tâm huyết làm môi giới. Tận khả năng tiêu trừ nhân tộc huyết mạch cùng long tộc huyết mạch ở giữa lẫn nhau bài dị bộ phận, bởi vậy khả năng thực hiện cao độ hòa tan trạng thái. Không sai, chính là cái đạo lý này. Chính như kia ngũ hành trưởng lão, mỗi người đều có tới ra mắt cùng cao độ thân hòa nguyên tố đồng dạng. Ám duệ ma long nguyên tố lực, chính là loại này ám thuộc tính năng lượng đại biểu cùng đêm tối vương triều một mạch truyền thừa hiệu quả như nhau. Đây cũng chính là lúc trước Ma Long chọn đêm tối vương triều song tử tinh làm người thừa kế nguyên nhân, mình Long tộc lực lượng truyền thừa cho hai người này, so cho những người khác hiệu quả phải cường đại hơn nhiều. Từ dương lúc này mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói như vậy, cùng hắn đối kháng, độ khó muốn cao hơn nhiều cái khác Long mạch người thừa kế. Kiếm hồn bình tĩnh nhẹ gật đầu, đích thật là đạo lý này, chẳng qua lấy ngươi bây giờ nội tình thực lực đến xem, nếu quả thật toàn lực ứng phó, hắn còn còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Từ dương trong trẻo lạnh lùng cười một tiếng, kia là tự nhiên. Nếu như ngay cả hắn đều không thể chiến thắng lời nói, ta còn thực sự không có dũng khí đi đụng vào kinh vân cốc phía dưới cái kia cấm kỵ chỗ. Chương 452, không phải thần thần. Bác Phương lôi động. Từ dương nắm đúng thời cơ, lại một lần nữa sắc bén ra tay. Chỉ gặp hắn một tay nhắm ngay đỉnh đầu hư không, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo màu đen bản nguyên khí tức. Trên chính tầng trời, một đạo kinh lôi giữa trời nổ vang, liên thông tại từ dương trong lòng bàn tay cái này đạo bản nguyên chi lực cấp tốc ngưng tụ thành một đạo che ngợp bầu trời lôi quang lưới lớn. Cái này hình lưới lôi quang, toàn bộ khóa chặt tại trước mặt đêm tối quân chủ bản thể phía trên. Kinh khủng uy danh triệt để rung động phía dưới mỗi một cái người xem cuộc chiến, đặc biệt là ngũ hành trưởng lão. Đại thần không hổ chính là đại thần mặc kệ đối mặt loại nào cấp bậc cường giả, đều có thể hiển lộ rõ ràng ra không gì sánh kịp áp chế năng lực, đây mới thực sự là đỉnh cấp cường giả hẳn là có dáng vẻ. Lôi chấn có lẽ chính hắn đều không có phát hiện, hắn hôm nay, đã trong lúc bất tri bất giác biến thành từ dương trung thực phan hâm mộ. Không riêng gì hắn, bên người hỏa diễm nữ mấy người, cũng đều là một mặt sùng bái nhìn xem từ dương vĩ ngạn hình dáng, mà đây không thể nghi ngờ là để băng lão đại cùng lôi công tương đương ăn giấm. Mặt đối mặt trước cái này đạo che ngập bầu trời lôi quang lưới lớn phong tỏa, đêm tối quân chủ lần này cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh kháng cự động tác, ngược lại mặt cho cái này đầy trời lôi quang đánh tới hướng chính mình. Trên mặt cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một tí khủng hoảng biểu lộ, có lẽ tại đêm tối quân chủ xem ra, lực lượng như vậy đẳng cấp va chạm, vẹn vẹn chỉ là độ kiếp cảnh cường giả quyết đấu đỉnh cao lúc có trạng thái bình thường. Quả nhiên, cái này đêm tối quân chủ hoàn toàn chính xác đến có chuẩn bị, mặc dù hắn không có làm ra bất luận cái gì kháng cự tính động tác, thế nhưng là làm trương này lưới lớn phong tỏa tại bản thể hắn trong tích tắc. Đêm tối quân chủ thân xác đột nhiên phát sinh làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi than quỷ dị biến hóa. Cho tới nay đều không có bất kỳ biến hóa nào đầu lâu vị trí, đột nhiên bị một đạo vô cùng dữ tận cự long đầu rồng bao trùng. Ông trời của ta, gia hỏa này thậm chí ngay cả đầu đều có thể thực hiện long hóa, đây quả thực biến thành một đạo chân long, không có gì khác nhau nha. Không hổ là năm đó đêm tối vương triều song tử tinh một trong, thiên phú như vậy nếu như còn có thế lần nữa khôi phục đến hình người bản thể, như vậy gia hỏa này đã coi như là bây giờ đại lục người mạnh nhất một trong. Cho ra dạng này định nghĩa, tuyệt không phải long không chính mình ý tứ, mà là phù hợp hiện trường mỗi một tên người quan sát trong suy nghĩ bình phán tiêu chuẩn. Dù sao, đại lục này kéo dài trăm vạn năm lịch sử, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái kia tu sĩ, có thể chân chính thực hiện hoàn toàn thể long hóa trạng thái mà không mất đi đi bản hồn. Đương nhiên, liền xem như cục bộ long hóa, cũng tuyệt không phải bất luận cái gì một có được long tộc truyền thừa tu sĩ nguyện ý tùy tiện thi triển, bởi vì mỗi một lần long hóa đều mang ý nghĩa đối với tự thân nhân tộc huyết mạch đồng hóa cùng tiêu hao, mà quá trình này cơ hồ là không thể nghịch. Trừ phi là giống vô song loại kia, có thể có được hoàng mỹ nhất long chi truyền thừa, đồng thời liền tự thân trong cơ thể bản nguyên cũng đều là từ chân long bản thể năng lượng biến thành, như vậy liền không tồn tại bất luận cái gì bài xích khả năng. Làm đêm tối quân chủ đầu vị trí cũng triệt để biến thành một đạo cự long hình thái lúc, ngoài thân tất cả phong tỏa hắn hành động lực thiên lôi lưới lớn, vậy mà tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, mà tiếp theo trong nháy mắt, cái này lôi chi cự lưới. Vậy mà xuất hiện tại từ dương chung quanh thân thể. Cái gì? Thế mà là không gian chi lực, có thể đem giữa thiên địa lực lượng bản nguyên mượn nhờ hư không cái này một đặc thù môi giới đến tiến hành chuyển di, dạng này công tham tạo hóa thần thông, có lẽ đã siêu việt nhân tộc vốn có cực hạn. Vân Thư trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trên thực tế, hôm nay một trận chiến này từ dương cũng tốt, đêm tối quân chủ cũng được, hai người này chỗ thi triển đi ra năng lực, vốn có thực lực nội tình, đều đã vượt qua bọn hắn huyền môn một mạch nhận biết cực hạn. Huyền môn một mạch liền xem như thần cấp lực lượng cũng không xa lạ gì, nhưng là bọn hắn đối nhân tộc có khả năng đạt tới cực hạn từ đầu đến cuối cầm thái độ hoài nghi, thậm chí một trận cho rằng tại thần thú huyết mạch trước mặt, nhân tộc thật chỉ có thể xung làm đồ ăn đồng dạng nhỏ bé tồn tại. Nhưng là hôm nay, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Từ Dương thực lực về sau, dạng này nhận biết bị triệt để sửa. Không hổ là năm đó song tử tinh một trong, thiên phú của ngươi cùng năng lực đã để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, chẳng qua hôm nay ta liền phải hướng ngươi chứng minh một sự kiện long tộc lực lượng tại cường đại cũng cuối cùng không sánh bằng nhân tộc. Bởi vì loại lực lượng kia là có được cực hạn, mà nhân loại lại có thể không ngừng siêu việt cực hạn. Từ dương câu nói này nói âm vang hữu lực, ăn nói mạnh mẽ, tiếp theo trong nháy mắt, khi hắn một lần nữa cầm lấy cái này tu la chi kiếm thời điểm, cả người khí chất lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như nói, lần trước điều khiển tu la đồ đằng từ dương, vẻn vẹn chỉ là một cái đang lợi dụng truyền thừa thủ đoạn hiển lộ rõ ràng thực lực đỉnh cấp cường giả, như vậy lúc này từ dương, liền như là chân chính tu sĩ nhân tộc người phát ngôn. Mình mỗi một cái động tác tất cả đều là nhân tộc không gì sánh kịp sức sáng tạo hoàng mỹ thể hiện. Ồ! Cổ lực lượng này chấn động vì sao như thế kỳ quái? Giống như dường như không thuộc về bất luận cái gì một mạch nguyên tố, hoặc là năng lượng truyền thừa. Năm nguyên tố trưởng lão đều là tinh thông nguyên tố trưởng khống đỉnh cấp người trong nghề, một chút liền nhìn ra từ dương lúc này thi triển thủ đoạn cùng bình thường trên ý nghĩa công pháp hoàn toàn khác biệt. Cái đó là khí tức của đạo thiên địa pháp tác chư thiên vạn đạo. Mỗi một loại thuần túy nhất thiên địa bản nguyên đều có loại này hư vô mờ mịt khó mà nắm lấy thâm ảo pháp tướng. Nếu như ta đoán không lầm, từ dương đại lão lúc này vậy mà là tại sáng tạo pháp tắc. Đám người nghe lời này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Sáng tạo pháp tắc. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ gia hỏa này thật là thần? Luôn luôn trầm mặt ít nói lôi công vậy mà cũng không nhịn được mở miệng. Gia hỏa này mặc dù thực lực cường đại, nhưng lôi công lại là huyền môn nội bộ cực ít có một cái thần học chủ nghĩa người, hắn từ đầu đến cuối cho rằng thần cũng không phải là đại lục chúng sinh lời nói như vậy hư vô mờ mịt. Vẹn vẹn chỉ là bao trùm trên đại lục một cái khác cao hơn văn minh trình độ sản phẩm thôi, mà lúc này, khi hắn nhìn thấy trên bầu trời gia hỏa này có thể tự hành sáng tạo pháp tắc thời điểm đôi công thật vô ý thức cho rằng từ dương chính là một vị nào đó chân chính thần thật tình không biết từ dương loại năng lực này sớm tại mấy năm trước hắn vừa mới xuất quan thời điểm liền đã có chỉ là loại này chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại thần minh sáng tạo pháp tắc một màn chân chính xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm tất cả mọi người sẽ bản năng sinh ra một loại khó có thể tin ảo giác ầm ầm rất nhanh trong hư không ẩn giấu các loại thuộc tính năng lượng đều bản năng hướng phía từ dương bên người cấp tốc ngưng tụ khi là bị sắp thành hình lực lượng pháp tắc bản năng hấp dẫn sinh ra một loại đặc thù tự nhiên hiệu ứng mà lúc này trước mặt đêm tối quân chủ dường như cũng không thể lại tiếp tục cùng trước đó như thế đồng dạng bình tĩnh một cái có thể tự mình sáng tạo pháp tắc đối thủ ý vị như thế nào hắn lại quá là rõ ràng pháp tắc nguyên bản là thiên địa chi lực tốt nhất đại danh từ từ dương tự mình sáng tạo pháp tắc, mang ý nghĩa hắn sẽ có được trực tiếp dẫn đạo điều khiển thiên địa chi lực năng lực, lại không vẻn vẹn chỉ giới hạn vu mổ một mạch truyền thừa lực lượng tại phạm vi bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, làm cái này lâm thời bị biên chế ra tới pháp tắc hoàng mỹ thành hình một khắc, từ dương như là thiên thần, bản thể tản mát ra vô cùng ống ánh kinh thế tia sáng. Chương 453, Tận đêm cuồng ca Pháp tắc hoàng mỹ thành hình một khắc, bị đêm tối quân chủ bắn ngược trở về cùng lôi lưới lớn, trong khoảnh khắc liền bị từ dương thân thể bên ngoài pháp tắc tia sáng hoàn toàn luyện hóa ngay sau đó cái này pháp tắc tại từ dương bệnh phía dưới hóa thành một đạo vi hình kiếm quang hướng phía đêm tối quân chủ bản thể phương hướng vọt tới cái này đạo kiếm mang uy lực nhưng xa xa không phải vương giả chi kiếm cùng tu la chi kiếm tùy tiện một đạo mũi kiếm có thể so sánh nhỏ bé kiếm mang hình dáng chính là thuần túy thiên địa pháp tắc lực lượng hội tụ mà thành dường như trong hư không mỗi chạy khắp một khoảng cách đều có thể tại cái này hư không vị trí tuyên khắc hạ một đạo trải qua không tiêu tan quỷ tích vậy cơ hồ là đã cường đại đến có thể luyện hóa hư không trình độ nếu không phải cái này mênh mông hư không vô tận phát tắc lực lượng vô ảnh vô hình tùy thời tùy chỗ đền bù hư không vết trách đoán chừng vẻn vẹn dựa vào từ dương tự sáng chế đến một đạo pháp tắc đều có thể đem hư không hoàn toàn chém thành hai đoạn đêm tối chủ nhóm không dám có bất kỳ khinh thường nào bởi vì hắn rất nhanh ý thức được nếu như mình bị cổ lực lượng này đánh trúng, rất có thể sẽ tiếp nhận không thể nghịch chuyển mãi mãi tổn thương. Theo cái này đạo lực lượng phát tắc không ngừng tới gần, đêm tối quân chủ ngoài thân, kia bị hắn thực hiện long hóa sau phóng thích ra năng lượng, cũng tại cái này đạo kiếm mang tới gần phía dưới cấp tốc quể oải. Thật nghĩ không ra, cái này lực lượng phát tắc như thế cường hãn, thậm chí ngay cả chân chính long nguyên lực lượng tại phát tắc trước mặt đều như vậy không chịu nổi một kích. kia là đương nhiên, Pháp tắc đại biểu thiên địa vạn vật vô tận chi năng. Là trên thế giới này khả năng tồn tại cực hạn lực lượng. Nhưng bởi vì cái này đạo Pháp thì vẻn vẹn chỉ là từ dương đại lão lâm thời ngưng tụ ra một đạo tiến công tính Pháp tắc, bởi vậy chỉ có thể sử dụng một lần, đồng thời trong thời gian ngắn bất luận kẻ nào cũng không thể lần thứ hai ngưng tụ ra lực lượng Pháp tắc đến đối kháng mục tiêu của mình. Đương nhiên, nếu như từ dương đại lão thật đã thành tựu thần vị, như vậy hắn liền có thể tùy ý mượn nhờ đại lục ở trong thiên địa Pháp tắc, cho mình sử dụng. Có lẽ đây chính là chúng sinh cùng thần chi ở giữa nhất là bản chất khác biệt. Linh giao một phen, xem như nói ra trọng điểm, trên thực tế người cùng thần chi ở giữa trên lệch trừ thân xác cường độ bên ngoài, chính là tại pháp tắc điều khiển năng lực phương diện này. Thần từ trên bản chất tới nói đã là cùng thiên địa pháp tắc ngang vai ngang vế địa vị, bởi vậy bọn hắn có thể trưởng khống đồng thời điều khiển pháp tắc, hơn nữa còn có thể sáng tạo ra thuộc về mình vĩnh hằng tồn tại pháp tắc mà không có thành tựu thần chi đại vị chúng sinh thì vĩnh viễn cũng không có khả năng có được năng lực như vậy bởi vì không cách nào thành tựu thần vị liền mang ý nghĩa không có cách nào thu hoạch được chư thiên vạn đạo tán thành tự nhiên cũng không có điều khiển cái này lực lượng tư cách đương nhiên còn có cực thiểu số một bộ phận người chính là giống trước mặt từ dương đại lão dạng này tự thân không có đạt tới thần cấp nội tình giai đoạn trưởng thành nhưng lại có thể bằng vào siêu nhiên ngộ tính cùng cường đại tâm hồn cảnh giới sớm làm được điểm này thông qua gây nên cùng thiên địa pháp tắc ở giữa cộng minh, đến thu hoạch được điều khiển một một số nhỏ phát tắc năng lực. Nghe Long Khôn cái này một đợt giải thích, bên người năm nguyên tố trưởng lão đều là giật mình nhẹ gật đầu, không hề nghi ngờ lần này từ dương đoàn đội ngược lại là cho bọn hắn từ đầu đến đuôi bên trên bài học. Rốt cục, đêm tối quân chủ cũng không tính lại tiếp tục như vậy ngồi chờ chết, hắn bắt đầu có toàn hành động mới. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả cùng hắn hoàn thành dung hợp Long Nguyên lực lượng cấp tốc rút về, mà cái kia đạo vô cùng thuần túy Long Nguyên Bảo Châu, cũng một lần nữa lơ lửng tại đêm tối quân chủ trong lòng bàn tay. Chính như vương giả chi kiếm kiếm hồn phán đoán như thế, đêm tối quân chủ làm như vậy, sẽ cùng tại đêm tự thân nguyên tối lực cùng nguồn năng lượng ở giữa chia cắt ra tới. Hoang tận đêm, buồn trải qua nhiều năm, buồn nhiều hoang thiếu làm sao trời. Đêm tối quân chủ đột nhiên hát tụng ra một đạo rất có ý thơ câu nói. Theo hắn câu nói này xuất hiện, đêm tối quân chủ trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại rất nhiều có quan hệ mình hồi nhỏ hồi ức từng mang tình cảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa chung quanh hư không hoàn cảnh dường như cũng theo đêm tối quân chủ tâm tình chấn động mà trở nên ngột ngạt mà bi tráng cùng ở tại lúc này vân thiên phía trên đếm không hết màu đen khí tức cấp tốc tiêu tán nhưng thiên không cũng không có như vậy khôi phục sáng sủa ngược lại bị một cổ hoàn toàn mới bầu không khí nơi bao bọc hoan nghênh đi vào vĩnh hằng đêm tối từ dương đây mới thực sự là cái kia để ta quen thuộc chiến trường thật tình không biết giờ phút này đầy trời cuồn cuộn mây đen tất cả đều là đến từ đêm tối quân chủ một người thủ bút hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được năm vạn năm trước một ngày này đồng dạng cũng là dạng này sắc trời mình hoàng cung trên không kia vô cùng thảm thiết kinh thiên một trận chiến chính là tại hoàn cảnh như vậy cùng vị trí khai hỏa đang lúc tất cả mọi người coi là cái này đạo bố cảnh chính là đêm tối quân chủ phản kháng toàn bộ lúc hắn đột nhiên chấp tay hành lễ, trong cơ thể bắt đầu điên cuồng dân trào ra một cái đạo lại một đường u minh lệ quỷ hình dáng. Những quỷ hồn này mặc dù nhìn qua vô cùng tà ác, nhưng cũng không có bất luận cái gì phát động công kích ý tứ, bọn hắn tại xuất hiện về sau tất cả đều quay chung quanh tại đêm tối quân chủ chung quanh thân thể, không chút kiên kỵ phóng túng cùng ca. Cái này nhìn qua càng giống là một trận ma quỷ thịnh yến, những cái này ma quỷ cùng tiến tới, lại dùng một loại cuồng loạn phát tiết phương thức, biểu đạt mình nội tâm vui vẻ không như trong tưởng tượng cực kỳ bi thảm kêu khóc phía trên, bọn lệ quỷ tại hoang hát, tận tình phóng thích trong cơ thể cuối cùng một đạo vui sướng. Thật tình không biết cái này lệ quỷ cuồng ca, căn bản chính là tận thế gián lâm khúc dạo đầu. Ha ha ha! Từ dương, ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi cũng không có thẩm phán ta tư cách. Là thế giới này thua thiệt ta, là phượng hoàng tộc chủ thua thiệt ta, các người tất cả mọi người thua thiệt ta. Đêm tối quân chủ dường như cũng gia nhập cái này lệ quỷ cùng ca tiết tấu bên trong, cùng loạn la lên, từ chung quanh hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ chính giữa cùng một chỗ tùy tiện múa. Mà khi từ dương đánh ra cái này đạo pháp thì kiếm mang xuyên thủng hết thảy thời điểm, chung quanh tất cả lệ quỷ, tất cả đều tại lực lượng kinh khủng này phía dưới, nháy mắt bốc hơi thành vô hình. Nhưng mà, những cái này bốc hơi rơi quỷ hồn hư ảnh, lại là tại rất ngắn trong một khoảng thời gian, biến thành vô tận đen nhánh. Ngay sau đó, Phía dưới chiến trường bên trong, nguyên bản còn tại xem chiến trạng Thái Long không bọn người lập tức phát hiện không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Ta giống như nghe được một cổ đốt cháy khét hương vị. Không, đây không phải đốt cháy khét hương vị, mà là thi thể đang thiêu đốt hương vị. Những cái kia nhuộm vết máu huyết mang nhất tộc các chiến sĩ bị bốc hơi. Không hiểu khủng hoảng rất nhanh xuất hiện tại vân thư huyền môn một mạch lòng của mọi người bên trong, liền xem như long khôn cùng linh giao, lúc này cũng không nhịn được nhíu mày. Có chút không đúng nếu như ta không có đoán sai lão đại vừa mới cổ này không thể sánh ngang lực lượng phát tắc mặc dù phá hủy những cái kia lệ quỷ u hồn nhưng bọn hắn dường như bản nguyên cũng không có kịp thời tiêu tán mà là lấy một loại khác hình thức bao phủ tại toàn bộ chiến trường thẳng đến tầm mắt cuối cùng khi đến không hết u ám lục quan đồng thời xuất hiện phản phất cửu u chỗ sâu vô cùng vô tận âm hồn quỷ hỏa đồng thời bắt đầu cháy rừng rực không tốt Đây là âm hỏa đốt thế Chương 454: Trong hư không vương. Băng lão đại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, mở miệng đề điểm chúng nhân nói, nhưng lại không biết giờ phút này Long Khôn ngược lại là đem ánh mắt rơi vào Băng lão đại trên thân, thật sâu nhìn gia hỏa này một chút. Theo hoang tận trời đêm chi màn lớn gián lâm, lệ quỷ cùng ca, âm hỏa đốt thế, đây là năm đó truyền thừa từ Vĩnh Dạ Vương triều một mạch vô thượng tấm chú, lấy cửu u lệ hỏa thiêu tẩn phạm vi bên trong hết thảy sinh linh, bất kỳ cái gì một mạch sinh mạng thể đều không thể may mắn thoát khỏi mà cái này vô tận cửu u lệ hỏa nguyên chính là vừa mới bị từ dương lấy lực lượng pháp tắc toàn bộ xóa bỏ những cái kia quỷ ảnh cũng chính là từ đêm tối quân chủ trong cơ thể hiện ra đến ám thuộc tính sinh mệnh tinh hoa trong chốc lát đêm dài bị những cái này ánh lửa lần nữa nhóm lửa bao phủ tại ván này bộ chiến trường chung quanh mỗi một cái phương hướng trong bất tri bất giác liền đem vân thư bọn người vị trí bao quanh phong tỏa ghi nhớ đây là từ dương giao phó các ngươi tử kiếp nếu như cửu u phía dưới muốn trách tội cứ việc đi tìm hắn đi. Đêm tối quân chủ cười càng thêm dữ tợn, từ đầu đến cuối, hắn săn giết mục tiêu liền xưa nay không chỉ là từ dương chính mình. Hừ, ngươi thật coi là, chỉ là cửu u lệ hỏa cũng có thể làm gì ta. Từ dương từ đầu đến cuối đều là một mặt biểu tình bình tĩnh nhìn về phía đối phương, hắn có thể cảm thụ được, gia hỏa này vì chiến thắng mình trả giá không nhỏ khí lực, nhưng coi như như thế, từ dương nội tình, cũng cuối cùng không phải hắn có thể sánh vai. Giảng thật, ta có một trăm loại phương pháp có thể chiến thắng ngươi. Đừng nói là ngươi bây giờ loại này bộ dáng, coi như là chân chính ám duệ ma long dáng lâm, tại ta từ dương trước mặt, nó cũng phải cấp ta cuộn lại. Âm âm. Tiếp theo trong nháy mắt, từ dương đột nhiên tóc dài đón gió phất phới, đúng là bị cuồng bạo tu la lực lượng nhụn thành xám trắng ngang sắc, cả người nhìn qua càng nhiều hơn một phần ung dung cùng kiệt ngạo. Khí tức kinh khủng vây ở bên ngoài thân thể hắn không ngừng rung rẩy, phát ra mưa toan nghiền nát hư không đồng dạng khủng bố tiếng gầm. Ta trời! Tu la thần con vinh quang lên ngôi. Đây là lão đại trước đó không lâu vừa mới lĩnh ngộ được hoàn toàn mới áo nghĩa, tóc trắng trạng thái dưới, lão đại năng lực thực chiến có thể áp đảo độ kiếp đỉnh phong cảnh phía trên. Sau so trước đó có vượt qua hai thành trở lên lực công kích tăng phúc. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn chỉ nói là nói mà thôi, lại không nghĩ rằng. ầm ầm. Cùng ở tại lúc này, lại một cổ cường đại khí tức tại từ dương trên thân đột nhiên bộc phát tất cả mọi người thình lình phát hiện từ dương trong tay cái này tu la kiếm thần khí đúng là cứ như vậy trước mắt bao người quỷ dị biến thành một cái hơi uống lượng thái đao bộ dáng tu la thần chém nổi giận một tiếng phát ra từ dương gần như dùng hết toàn bộ lực lượng của mình chém xuống cái này phá toái hư không cường thế một kích làm lực lượng bao trùm tại thiên địa pháp tắc có thể gánh chịu cực hạn trạng thái phía trên lúc tới đối ứng hư không bộ phận liền sẽ sinh sôi bị xé nứt ra một đạo dữ tận mở miệng, vô cùng vô tận sức cắn nuốt điên cùng bên trong tiết. Từ dương cùng đêm tối quân chủ hai người chỗ phiến chiến trường này, cũng bị cổ này cùng bạo hư không sức cắn nuốt cấp tốc khóa chặt. Phải biết, dưới tình huống bình thường, hư không vỡ nát về sau, chư thiên vạn đạo lực lượng pháp tắc sẽ ngay lập tức giúp cho tu bổ, bởi vậy người bình thường mắt thường rất khó coi đến hư không xé rách cụ thể bộ dáng. Nhưng lúc này đây, từ dương liền chỉ dùng của mình có thể xưng nghịch thiên thực lực, triệt triệt để để trình diễn một đợt hư không tiếp tục tính xé rách kinh thiên cử chỉ. Mà hắn, chính là dựa vào cái này đến từ phá toái hư không khe hở ở trong sức cắn nuốt, đem trong chiến trường hoang hát lệ quỷ, cùng đại địa phía trên vô tận âm linh hỏa chủng hoàn toàn thôn vệ hướng giữa không trung kia vỡ nát vết rách bên trong. A ha ha ha! Lão đại não mạch kính thật đúng là hiếm thấy A, à, thế mà có thể nghĩ đến dùng phương thức như vậy, mượn nhờ hư không khe hở lực lượng, hoàn thành đối chiến từ trường lượng thanh lý, quá bê u dê đi. Long không cười lớn cùng tê từ dương một đợt, nhưng lần này hắn thật là xuất phát từ nội tâm đối từ dương cảm thấy khâm phục. Phương thức như vậy, không riêng giải quyết tốt đẹp các đội hữu khả năng gặp phải hết thảy phiền phức, còn đem bên mình chiến đấu chi phí xuống tới thấp nhất, hiệu suất tăng lên tới tối cao. Giống như là là lãng phí đêm tối quân chủ dùng sinh mệnh tinh hoa đổi lấy một đợt cường thế phản công tiết tấu. Thật có lỗi, ta không thu ngươi, liền để ngày qua thu ngươi. Từ dương cỡ nào bá khí một phen lối ra, để đêm tối quân chủ cảm nhận được vô cùng mãnh liệt áp lực. Mắt thấy mình tân tân khổ khổ trả giá cố gắng, tất cả đều bị cái này kinh khủng hư không khe hở thôn vệ, đêm tối quân chủ tự nhiên sẽ không đáp ứng. Cho ta phong. Trong lòng bàn tay, hai đạo ống ánh tử sắc ám thuộc tính nguyên quang đánh ra, hóa thành hai đạo ánh sáng tím hình rồng năng lượng thể, giao thoa lấy tuôn hướng cái kia đạo hư không khe hở nhưng mà sau một khắc, Từ Dương đúng là bản thể hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới cái kia đạo hư không khe hở trước mặt, một người một kiếm nằm ngang ở giữa trời, phía sau dựa vào cái này vô cùng cường hoành thông vệ chi nguyên, đứng yên tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong ương. Giờ khắc này, Từ Dương phản phất chính là toàn bộ thế giới cao ngạo vương, tóc bạc cùng vũ, nhìn xuống thương khung, tất cả trải qua trước mặt hắn, mưa toan phong tỏa cái này hư không khe hở vòng xoáy năng lượng, tất cả đều bị hắn một người một kiếm trảm diệt thành hư vô. Phải biết, đêm tối quân chủ đánh ra kia hai đạo ám thuộc tính bản nguyên, nhưng tuyệt không có mặt ngoài nhìn qua như vậy nhẹ nhàng tùy ý, hết thảy đều chỉ vì từ dương cường đại, siêu việt tất cả mọi người dự phán. Còn có bản lãnh gì, xử hết ra đi, thừa dịp hư không khe hở không có đóng lại, ta sẽ đem trên người ngươi phát ra tới tất cả rác rưởi đều dọn dẹp sạch sẽ. Từ dương cao ngạo nghiền nát đêm tối quân chủ uy nghiêm, để cái này nguyên bản gần như có thể cùng hắn sánh vai đối thủ mất hết thể diện. Không hề nghi ngờ, trận chiến này tiến hành đến nơi này, từ dương toàn bộ hành trình áp chế đêm tối quân chủ, uy bá khí tức có một không hai toàn bộ Bắc Cương, đã có thần chi khí vận, sớm đã không tầm thường người có thể chống lại. Mắt thấy hư không khe hở sắp ngưng hợp, từ dương hướng phía phía sau một kiếm ném ra ngoài, vương giả chi kiếm cứ như vậy vững vàng nằm ngang ở kia khe hở chính giữa, từ dương thì thông qua hồn niệm cùng vương giả chi kiếm kiếm hồn khí tức liên thông. Không ngừng hướng trong đó quán thâu vô cùng cường đại bản nguyên chi lực, đúng là tại lấy sức một mình, cùng cái này chư thiên vạn đạo vô cùng vô tận lực lượng phát tắc cưỡng chế chống lại, đến ngăn cản hư không khe hở nháy mắt lấp đầy. Ta ít ít ít, thật sự là muốn lóe mù mắt chó của ta tiết tấu A, gia hỏa này thế mà cường đại đến dám cùng thiên địa pháp tắc chống lại tình trạng. Cái này thương mại thật vẫn là người. Toàn trường đã không có ai không đối từ dương cường thế mà kinh ngạc, thậm chí một trận cảm thấy hắn chính là trên thế giới này một cái duy nhất không tồn tại thiên địch sinh mạng thể. Hắc hắc, hiện tại các người biết lão đại ta thực lực đi. Nếu như dùng ba chữ đến khái quát hắn, liền gọi mạnh vô địch. Nếu như Long không lời nói này miêu tả chính là người khác, huyền môn những cái này lâm thời hợp tác đồng bạn chưa chắc sẽ mua của hắn sổ sách. Nhưng bởi vì hắn nói là Từ Dương, mỗi một cái huyền môn bên trong người quan sát hư không trong ánh mắt, bộc lộ chỉ có vô tận sùng kính, cùng kinh động như gặp thiên nhân rung động. Ha ha ha. Từ Dương, ngươi thật sự cường đại ta tự than thở không bằng. Nhưng nếu như ta thật liều lĩnh phát huy thực lực, ngươi cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Chương 455, Ma Long lại đến. Quan trọng hơn chính là, nếu như ta thật vận dụng toàn lực, toàn bộ bắt cương cái khác các mạch truyền thừa đều sẽ bởi vì này bùng nổ. Đến lúc kia, ngươi ta ở giữa bí mật kia liền không cách nào lại tiếp tục che giấu đi. Ngươi, khẳng định muốn bức ta sử xuất toàn lực sao? Từ dương cười ha ha, từ ba năm trước đây ta xuất quan, Đi vào cái này tam thiên đạo châu về sau, thiên hạ này, còn không có cái nào đối thủ là ta từ dương chưa từng chiến thắng. Chỉ cần ngươi đã làm tốt gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị, ta không có vấn đề. Trên thực tế, đêm tối quân chủ vẻn vẹn chỉ là nghĩ tìm cho mình cái bậc thang dưới, lúng túng là từ dương căn bản không có cho mình địch nhân nấc thang quen thuộc, dừng tay giảng hòa. Không tồn tại. Ký tức kinh cũng tại thời khắc này ầm vang bộc phát đêm tối quân chủ tự nhiên cũng phải thủ hộ tôn nghiêm của mình, hắn không có càng nhiều do dự, chỉ là thật sâu nhìn trong lòng bàn tay cái này ám duệ long nguyên một chút há miệng đem nuốt vào trong cơ thể. Vẹn vẹn một trong nháy mắt, gia hỏa này trên thân tản mát ra khí tức đã hoàn toàn thay đổi, cả người khí chất lập tức trở nên hung lệ mà cuồng bạo, cùng trước đó luôn luôn thần thần bí bí cho người ta một loại cảm giác âm lãnh, cảm giác hình tượng hoàn toàn khác biệt. Trời ạ, à! gia hỏa này cũng không phải là muốn muốn hoàn toàn long hóa a? À? không nói đến hắn phải chăng thật sự có thể thực hiện dạng này tiên phong, coi như thật thành công, quá trình này cơ hồ là không thể nghịch chuyển. Phải biết, chân chính hoàn toàn thể long hóa, chính là lấy triệt để vẫn diệt nhân tính bản năng làm đại giá, làm người ý thức rất có thể cũng sẽ bị cuồng bạo long lực nghiền nát, một khi chưa thể bảo tồn một tí nhân tính, hắn liền triệt để biến thành ám duệ ma long. Long không một đường đi theo từ dương vào nam ra bắc, cũng được chứng kiến quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, chưa ăn qua thịt heo tự nhiên cũng đã gặp heo chạy, cái này hoàn toàn thể long hóa nhưng tuyệt không phải đùa giỡn. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người còn tại đối cái này đêm tối quân chủ thái độ có giữ lại lúc, gia hỏa này lại là dùng hành động của mình, hướng chung quanh nơi này tất cả người quan sát về lấy một cái chém đinh chặt sắt đáp án. Trống. Long hồn hàng thế, thiên địa rung chuyển. Chân chính ám duệ ma long khí diễm, tại đêm tối quân chủ trên thân hoàn toàn bộc phát, con người của hắn thiêu đốt ra hai đạo màu tím đen vần sáng, đem hắn làm người thân hết thảy tất cả, toàn bộ hy sinh tại Long Chi trong mạch máu. Hy sinh càng nhiều, lấy được Long Hóa trình độ tự nhiên cũng liền càng là tới gần tại Hoàng Mỹ. Trời à, các người nhìn, gia hỏa này. Thật Long Hóa. Vân Thư bị trước mắt tình cảnh triệt để kinh ngạc đến ngay người, nhịn không được ngọc thủ che khuất miệng của mình, ánh mắt sững sờ, một chút xíu nhìn xem kia nguyên bản vẫn là một người chi hình thái đêm tối quân chủ, mỗi một khối xương cốt toàn bộ biến thành rồng thân thể, thẳng đến cuối cùng. Khi ma long cái cổ phía sau ba đạo nghịch lân hiện ra trong nháy mắt, trên bầu trời vô cùng vô tận lôi quang phát ra chấn thế chi nổ vang. Nguyên bản, chân chính cự long khí tức khôi phục lúc, thiên địa vạn đạo pháp tắc đều sẽ hàng lấy chấn thế lôi âm dạng này cộng minh, thời khắc này ma long khôi phục, lôi minh thanh âm dường như so dĩ vãng càng thêm cuồng bạo. Bởi vì, cái này ma long thức tỉnh về sau, giải tỏa không chỉ có riêng chỉ là năm đó chính nó long chi lực lượng, còn có kia đêm tối quân chủ vài vạn năm đến tự mình tu luyện cắn nuốt đến tu vi nội tình, không hề nghi ngờ, cái này ma long đảng sinh một khắc, chính là trạng thái đỉnh cao nhất. Có được cùng nhân tộc bên trong thần cấp cường giả một cái thể lượng chiến lực. Ha ha ha! Từ dương, đây là ngươi bức ta. Long hóa sau ta, chính là bao trùng tại cái này đại lục phía trên thần. Hôm nay ta liền trước chém ngươi, lại đi tiêu diệt cái kia đáng chết phượng hoàng lãnh tụ, lấy báo năm đó ta mối thù chấn thế long uy bị khôi phục sau ma long phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ra tới mà từ vừa mới gia hỏa này một đợt phát biểu không khó coi ra cái này ám duệ ma long trong cơ thể thuộc về đêm tối quân chủ bộ phận ký ức cũng không hề hoàn toàn biến mất mang ý nghĩa hắn nhân hồn tuyệt không triệt để bị tịch diệt có thế tại giữ lại nhân hồn tình huống dưới thức tỉnh ra có được nghịch lân hoàn chỉnh thể ma rồng đủ thấy đêm tối quân chủ cá nhân thực lực đồng dạng đáng giá tất cả mọi người tôn trọng Nguyên bản một trận bắt cương chung cực bốt tiêu diệt cục, đột nhiên lại biến thành đồ long chi cục, là thật để từ dương có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn thể long hóa thành công, liền mang ý nghĩa từ dương cùng đêm tối quân chủ trước đó đối kháng quá trình so như hết hiệu lực, từ dương lãng phí thành tấn thể năng, hắn lúc này, sức chịu đựng chí ít đã bị tiêu hao hơn ba thành, mà cái này ma long thì là đỉnh phong hình thái. Trống Cự long giận dữ, chấn trích gào cửu thiên có lẽ là lại đến đại lục sau nội tâm tràn ngập vui sướng, cái này ma long đợt thứ nhất tiến công cũng không có trực tiếp khóa chặt từ dương bản thể, mà là đối chung quanh mênh mông vô tận bắc cương đại lục, liên tiếp mở ra chính đạo long tức. Oanh! Oanh! Liên tiếp chính đạo chấn động bắc phương oanh thiên lôi diễm kinh minh nổi lên bốn phía, chỉ là cái này chính đạo long tức, liền suýt nữa đem cái này đắm chìm quá nhiều năm bắc cương đại vực lật tung tới, không ít đã là ẩn vào đại thế cổ xưa bắc cương chủng tộc, lại cũng bởi vì cái này cự long chi uy lần nữa cảnh giác khôi phục. Xa xôi Bắc cương các mạch chỗ sâu, đến không hết ánh mắt đã lặng yên chầm chầm lên thiên không bên trong phiến chiến trường này, như thế uy danh, tuy nói không lên bao trùng toàn bộ tam thiên đạo châu, nhưng tối thiểu nhất, ảnh hưởng toàn bộ Bắc cương tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. a à, ta có thể đem cử động của ngươi xem như là một loại vò đã mẻ không sợ rơi cách làm sao. Ngươi thân là cự long, bởi vì nhân tộc cường giả phục sinh, nhưng lại tại tà đạo lấy ý nguyện của hắn, đây chính là ngươi thân là cự long kiêu ngạo chỗ. Từ dương rất rõ ràng, đêm tối quân chủ ý chí cũng không có hủy diệt, nhưng hắn đã mất đi đối cổ này long hóa thân thể trưởng khống tư cách, nói trắng ra chính là bị cái này cự long xâm chiếm hết thảy, thậm chí nói là bị lợi dụng cũng không đủ. Nhưng mà cự long phản hồi cho hắn, lại là cho tới nay đêm tối quân chủ nhất không muốn nhìn thấy một màn. Cái này cự long tự hồ sợ bắt cương bên này động tác quá nhỏ, chính là muốn cố ý đem nơi này chiến tranh hấp dẫn đến càng nhiều người chú ý ánh mắt, để cho kinh vân cốc bí mật bại lộ tại thế nhân trước mắt. Vô dụng. Ngươi làm như vậy, chỉ có thể để càng nhiều người biết, ngươi thân là long tộc, sắp bị ta chém giết, là đến cỡ nào không chịu nổi. Từ dương sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, hắn nguyên bản đối long tộc cũng không quá mức bài xích, dù sao trước đó thủ hộ cự long hồn, cùng đem bản nguyên độ cho mình thủy thuộc tính tổ long, cùng trợ giúp vô song tái tạo thân xác vô tận trong tháp cự long đều từng đều từ dương cùng hắn ràng buộc từng có trợ giúp nhưng vừa nghĩ tới cửu long thiên kiếp cái này một kinh thiên bố cục phía sau ẩn tàng âm mưu từ dương trong lòng đối mạch này còn lại cũng chỉ có căm hận tiểu tử ngươi phải hiểu được trên đời này chỉ có cường giả khả năng trưởng khống hết thảy chúng ta long tộc đã đứng tại đại lục đỉnh cao nhất tự nhiên có quyền lợi trưởng khống đại lục chúng sinh vận mệnh So sánh dưới, Phượng Hoàng một mạch đi ngược lại, mưu toan muốn trở thành nhân tộc thủ hộ giả, quả thực buồn cười. Bọn chúng chính là đang vũ nhục chúng ta thần thú huyết mạch. Ha ha ha, đã ngươi thờ phụng thắng làm vua thua làm giặc đạo lý, không cần nhiều lời. Muốn chiến, ta cùng ngươi chính là. Chương 456, Hồn Trung Chi Uy Chân chính cự long hình thái khôi phục về sau, ma long vốn có thân xác lực phòng ngự, hoàn toàn không phải trước đó đêm tối quân chủ có thể so sánh, Bình thường lực lượng căn bản là không có cách đối với nó tạo thành sát thương. Mà gia hỏa này tự mang diệt thế long tức, mỗi một cổ sen lẫn nồng đậm năng lượng tối bản nguyên khí tức phun ra, đều sẽ đối gặp phải tiếng công sinh mạng thể tạo thành không thể nghịch chuyển một nát tính tổn thương. Ầm ầm. Trên bầu trời, lại là liên tiếp ba đạo long tức phun ra, to lớn mà cực nóng quả cầu ánh sáng màu tím, tản ra khiến người hít thở không thông lực lượng kinh khủng. Mau tránh ra. Long Khôn ngay lập tức phát ra la lên, Vân Thư lập tức hạ lệnh, huyền môn một mạch tất cả chiến sĩ lập tức lùi lại phía sau. Đương nhiên, đội ngũ ở trong chỉ có hai cái tù binh thái đạt cùng ngải Tây cũng đều bị đặc thù chiếu cố cùng nhau mang đi, cũng không có đem hai người bọn họ lưu tại hạch tâm chiến trường khu vực chờ chết. Mọi người ở đây rút lui không lâu sau, vừa mới bọn hắn ngừng chân vị trí, rất nhanh liền bị một cổ vô cùng nồng đậm ám duệ hỏa diễm hoàn toàn thôn vệ. Ngươi, thật dự định đem Bắc Cương hoàn toàn hủy đi sao? Chiếu ngươi cái này phương pháp, Bắc Cương địa mạch chỗ sâu căng cơ đều sẽ bị năng lượng tối một nát, nơi này ngàn trăm năm về sau đều đem biến thành một mảnh tử địa. Từ dương băng lãnh nhìn xem đầu này tùy ý phá hư không có chút nào giác ngộ cảm giác ma long, lạnh lùng nói. Cái này cùng bản tôn có liên can gì? Các người hèn mọn nhân tộc, dám cùng bản tôn chống lại, cái này vẻn vẹn chỉ là một điểm lợi tức thôi. Chờ bản tôn đưa ngươi nghiền nát thành hư vô về sau, sẽ có càng thảm đạm hơn kết quả chờ đợi bọn hắn, cái này vẻn vẹn chỉ là trận này trò chơi bắt đầu, ha ha ha. Ma Long không chút kiên kỵ cười như điên, nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới, từ dương lúc này khí tức trên thân, cũng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Cửu thải càng không chuông, thất đạo thần quan từng cái hiển hiện, mỗi thêm ra một tia khí tức, từ dương trên người tổng hợp chiến lực liền sẽ tăng lên một lần. Không giống chính là, lần này, ngưng tụ tại từ dương phía sau trung hồn lại cũng hiển hiện ra tới. Tiểu tử, đầu này con rệp dường như rất kiêu ngạo, để hắn mở mang kiến thức một chút, nhân tộc thần cấp lực lượng đi. Từ dương cũng là bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười, liền ngươi đều cho kinh động rồi. Trung hồn. Lão tử đang ngủ, không có nghĩ rằng cái này con rệp hung hăng em mờ đốt pháo cho lão tử nghe, thật sự là chịu không được hắn. Huy, lớn con rệp, ngươi ám thuộc tính năng lượng dường như rất mạnh đánh một mình ta thử xem. Trung hồn thanh âm 10 phần hùng hậu, cùng từ dương khí tức hoàng mỹ hòa làm một thể. Trên thực tế, cái này trung hồn nguyên bản trừ tiêu giao đạo quân bên ngoài, không có ý định lại trở thành bất luận kẻ nào khóa lại thần khí, nhưng khi hắn được chứng kiến từ dương thiên nhãn tâm cảnh về sau, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đầu nhập ngực của hắn. Có thể nói, cái này mênh mông đại lục trừ tiêu giao đạo quân, cũng chính là tiểu hoa nha đầu kia bên ngoài, từ Dương chính là trung hồn duy nhất phục tùng cũng tán thành tồn tại. Ở trong mắt nó, cái gì rồng A, kỳ lân A loại hình, cũng liền có chuyện như vậy thôi. Suy nghĩ cẩn thận cũng đúng là như thế. Liền nghịch thiên ma công đại thành, kế thừa kỳ lân lực lượng phong tụ, cũng sẽ ở công thành về sau ngấp nghé cửu thải càng không chung, đủ thấy gia hỏa này phòng hộ năng lực, tuyệt đối là có thể so với thần khí tồn tại. Ầm ầm. Một miệng lớn ma long hơi thở lần nữa phun trào, không sai không kém khóa chặt tại từ dương trên thân. Nhưng mà sau một khắc, càng không chung liền dùng mình hành động thực tế, thật sinh cho cái này ma long bên trên bài học. 3. Bảy sắc huyển quan đem từ dương bản thể bao lấy cùng cái bánh chân đồng dạng, khi cường hoành vô cùng cự long bản nguyên ám thuộc tính năng lượng, tại chạm đến cái này hào quang bảy màu trong nháy mắt, đúng là sinh sôi bị phân giải thành vô số cái nhỏ bé năng lượng thể. Cuối cùng không những không thể cho từ dương tạo thành một tí ảnh hưởng hoặc tổn thương, ngược lại hình thành một đạo thủ hộ quan tầng ngưng kết tại thân chung trì ngoài cái gì ngươi cái này ma long có chút mắt trợn tròn hắn là thật không nghĩ tới cái này của chung lực phòng ngự lại như thế biến thái quan trọng hơn chính là cái này chung phòng ngự hình thức cùng cái khác phòng ngự tính pháp khí hoàn toàn khác biệt cũng không phải là dựa vào bản thể như thế nào cứng rắn mặt ngoài tiến hành ngạnh kháng mà là có một loại có thể phân giải chuyển hóa ngoại lai thuộc tính năng lượng công năng đem đến từ lực lượng của đối thủ cấp tốc chuyển hóa phân giải. Cái này có chút quá khoa trương chút. Mắt thấy chính mình Ma Long khí tức đã đối từ dương lên không đến bất luận cái gì uy hế bờ tác dụng, Ma Long quả quyết chuyển biến tác chiến mạch suy nghĩ, hóa thành nửa hình người thái phóng tới từ dương bản thể. Phải biết, người nguyên hóa rồng, cùng long nguyên hóa người, kia là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Cái trước xem như năng lượng tiêu hao, cái sau thì là một cái đem năng lượng cùng sức chiến đấu tinh luyện chuyển hóa quá trình. Cực hạn của con người làm vật chứa, cùng rồng thân thể làm vật chứa, hiệu quả thế nhưng là có cách nhau một trời một vực. Lúc này ma long không thể nghi ngờ chính là càng cường đại hơn cái sau biến tấu phương thức. Ầm ầm. Nửa người hóa ma long, tập tốc độ cùng lực lượng trí cường dáng vẽ vào một thân, người ngoài xem ra, cái này mẹ nó quả thực chính là siêu cấp nhân tộc biến chủng thể. Nếu là không có rất nhiều nội tình gia trì, từ dương tự hỏi hẳn là cũng rất khó cùng cái này nửa người hóa ma long tiến hành thời gian dài chống lại. Tu la chi kiếm lần nữa vào tay. Chỉ là lần này, từ dương khắc sâu ý thức được, tại không có đạt được thiên sứ chi tâm, thức tỉnh chân chính hoàn chỉnh thần lực trước đó, mình tại đối mặt ma long loại này đại lục cấp cao nhất chuỗi thức ăn cường giả, nhiều ít vẫn là có vẻ hơi phí sức. Mà loại này phí sức, từ chiến lược chuyển vận cùng trước sau hai cái giai đoạn từ dương thống trị lực phương diện liền có thể biểu hiện ra ngoài. Trước đó, từ dương cơ hồ là lấy quét ngang nghiền ép dáng vẽ treo lên đánh đêm tối quân chủ. Nhưng bây giờ, đối mặt chân chính đỉnh phong cự long, từ dương nhiều lời chỉ là cùng đối phương chiến nửa mở, mặc dù không rơi vào thế yếu, cũng không có chiếm được cái gì chân chính tiện nghi. Đáng sợ là, cái này ma long đối toàn bộ bắc cương chiến trường phá hư, đã không cho phép từ dương có càng kéo dài thêm hơn sông cơ hội hắn nhất định phải đem hết khả năng, mau chóng đem cái này ma long chinh phục, nếu không hậu quả khó mà lường được. Xem ra, là thời điểm lại xuất hiện mình đỉnh phong dáng vẻ. Từ dương cùng chung hồn tâm ý tươi sáng, tại nửa người hóa ma long cùng mảnh thế công dưới, từ dương quyết định mở ra thiên nhãn tâm cảnh, lấy đại cảnh giới thị giác toàn diện đem khống phương thức, hạn chế ma long thân pháp cực hạn. Dù sao lúc này đối phương vốn có tốc độ di chuyển, đã vượt qua đại lục chúng sinh có thể đạt tới cực hạn trình độ, nơi xa xem chiến huyền môn các trưởng lão, gần như trừ băng lão đại độ kiếp trung giai trình độ bên ngoài, bốn người khác. Đều không thể dùng nhìn bằng mắt thường thanh ma long di động quỷ tích. Ta ngất. Hiện tại đúng là liền bóng người đều nhìn không thấy, may mắn có từ dương đại thần tại A, nếu không chúng ta những người này thật chọc giận cái này huyết mang nhất tộc phía sau màn trưởng khống giả, chẳng phải là ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết rồi. Lôi chấn ánh mắt mê ly nhìn chầm chầm hư không, luôn cảm giác mình giống như là đang nhìn một trận người ngoài hành tinh đại chiến đồng dạng, loại cường độ này đối kháng, cùng mình ở giữa khoảng cách đúng là xa xôi như thế. Trống Nửa người hóa ma long lại là một chưởng đánh xuống, trùng điệp đánh vào từ dương cửu thải càng không chung chung hồn thủ hộ kết giới phía trên. Lần này, hắn nhưng là đánh ra 10 thành lực đạo, mạnh như chung hồn thủ hộ chi quan, tại đối mặt cái này thần cấp dưới áp lực, cũng bắt đầu rung rẩy lên từ dương sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh, ngươi. Muốn chết. Chương 457, dơ cao không chấn rồng. Từ dương cái này một đợt thật là thật sự nổi giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt của hắn như thế làm càng. Ở trước mặt trước cái này ám duệ ma long nửa người hóa hình thái bộc phát ra một đợt mạnh hữu lực tiến công, mưa toan đem cửu thải càng không chung ngoại vi trung hồn thủ hộ triệt để đánh nát lúc, từ dương đại lão rốt cục xuất ra hắn bá tuyệt thiên hạ khủng bố vì thế. Tiếp theo trong nháy mắt, từ dương trong tay tu la chi kiếm, rốt cục tại linh hồn của hắn dẫn đạo dưới hoàn thành khai phong. Ông trời của ta, các người nhìn tia sáng kia. Chẳng lẽ, đây mới là cái này tu la chi kiếm uy lực chân chính chỗ sao? Dạng này quang mang, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không sai, đây mới thực sự là có thể so với thần cấp lực lượng bộc phát, nguyên lai like chúng ta nhìn thấy tu la chi kiếm, căn bản cũng không phải là hoàn toàn hình thái. Lúc này mũi kiếm chân chính phóng xuất ra, mới là gia hỏa này mạnh nhất một mặt. Mọi người đều là lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu lộ. Phải biết, cùng loại tu la chi kiếm loại này thần cấp vũ khí một khi khai phong, không chỉ có riêng là phong mang của nó càng cường hóa hơn mấy phần, mà là đem chất chứa tại kiếm hồn chỗ sâu thần chi lực chắc lọc ra tới. Không có khai phong trước đó, tu la chi kiếm coi như mạnh hơn, từ dương nội tình coi như tại thâm hậu, cũng căn bản không thể có thể phát huy ra sánh vai thần cấp lực lượng, nhưng thanh kiếm này một khi khai phong, lực bộc phát cực hạn liền không chỉ là đại lục này pháp tắc hạng mức cao nhất chỗ, mà là có thể đạt tới chân chính đồ long cấp bậc. Nói cách khác, trước đó Từ Dương có thể làm đến, vẻn vẹn chỉ là cùng cái này Ma Long chia 5 năm thôi, mà lúc này, làm Tu La chi kiếm phong mang hoàn toàn triển lộ ra, hắn liền có đồ long năng lực. Quả nhiên, trước mặt ám duệ Ma Long cũng không phải hạng người bình thường, tại cái này Tu La chi kiếm phong mang hoàn toàn triển lộ một khắc, hắn liền ý thức đến chân chính nguy hiểm mới vừa vặn giáng lâm. Không có chút do dự nào cùng trì trệ, ám duệ ma long ngay lập tức khôi phục mình long tộc bản thể, đem năng lực phòng ngự lại một lần nữa khôi phục tối đại hóa trình độ. Mà tiếp theo trong nháy mắt, từ dương kinh thiên một kiếm đã giữa trời đánh xuống, cái này vô cùng kinh khủng mũi kiếm, phản phất muốn trảm diệt trước mặt tất cả che chắn mình hết thảy năng lượng. Trong chốc lát, làm từ dương vung ra một kiếm này thời điểm, toàn bộ bắt cương vạn dặm cương thổ trên không, hoàn toàn bị đen nghiệp trời u ám bao phủ. Bác phương tất cả ngưng tụ hướng bên này tầm mắt toàn bộ trở nên hắc ám, tất cả mọi người ngủ giác đều bị cái này thần kỳ tu la khí tức hoàn toàn che giấu. Cái này kiếm mang nện xuống một nháy mắt, mạnh như linh dao cùng long khôn, vậy mà cũng đều ngay lập tức mất đi ngủ giác bắt giữ năng lực giữa thiên địa, từ dương thành duy nhất chúa tể. Mà ở trong tối duệ ma long con ngươi bên trong, một đạo ngang qua toàn bộ thiên địa ngân sắc kiếm mang, giữa trời giáng lâm. Nếu nói một kiếm này có từ xưa đến nay đồng dạng uy lực, tự hồ cũng không quá đáng, bởi vì kiếm mang những nơi đi qua, hư không sinh sôi là bị cắt chém thành một đạo vô cùng màu đen thâm thúy trống rỗng, thời gian ngắn vậy mà không cách nào ngay lập tức hoàn thành tu bổ. Thật mạnh gia hỏa, nhân tộc hạng mức cao nhất bị người này lại một lần nữa đổi mới, lúc trước cửu long thiên kiếp không có dáng lâm diệt thế sức mạnh, thật là một lớn sai lầm a. À. Ám duệ ma long trong lòng, từ đầu đến cuối đang xoắn suýt lấy vấn đề này, thật tình không biết năm đó cửu long thiên kiếp cũng có gia hỏa này một phần hắn chính là cái kia cực lực chủ trương xóa bỏ toàn bộ đại lục tất cả chúng sinh mở ra đại lục kỷ nguyên mới lập trường kẻ đầu teo nhưng mà cuối cùng ở trong đó sáu đầu tổ long nhất trí kháng cự dưới cái này chủ trương cũng không có thành lập cửu long thiên kiếp cũng vẹn vẹn chỉ là tại tam thiên đạo châu phạm vi bên trong gián lâm diệt thế kiếp nạn đại lục cái khác lĩnh vực cũng không có lọc vào long tộc lực lượng nghiền ép từ dương chỗ khu vực Tự nhiên cũng nhận được may mắn thoát khỏi, mà giờ khắc này làm cái này ám duệ ma long chân chính cảm nhận được đến từ từ dương trên thân gần như vô cùng vô tận thực lực thượng hạng về sau thật bắt đầu khủng hoảng, đồng thời vì năm đó quyết định kia cảm thấy hối hận. Đám ngu xuẩn này, ta liền nói nhân tộc tuyệt đại thiên kiêu càng ngày càng nhiều, năm vạn năm trước nên cho các ngươi những cái này đổ kiếp cảnh người gõ một phen, giáng lâm một trận chân chính kiếp nạn, nếu không ngày sau nhất định sẽ uy hết bờ được chúng ta long tộc thống trị mấy cái kia ngu xuẩn mất không gia hỏa liều mạng kháng cự. Bây giờ ngược lại tốt, để các ngươi những người này trưởng thành, ngay cả chúng ta long tộc lực uy hết bờ cũng đã không còn tồn tại. Từ dương cười lạnh, nhìn xem ám duệ ma long, trên thế giới này căn bản cũng không có cái gì là vĩnh hằng, các người long tộc vọng tưởng vĩnh viễn thống trị đại lục này, căn bản chính là nói chuyện viễn vong, chỉ cần ta từ dương vẫn còn, các người long tộc ảo tưởng. Liền vĩnh viễn đừng nghĩ lấy sẽ đạt được. Từ dương lúc này đã xuất ra mình chân chính thực lực mạnh nhất, tu la chi kiếm khai phong về sau, mỗi một lần vung ra khí tức cường đại, đều sẽ đối diện trước ám duệ ma long bản thể tạo thành tính thực chất vĩnh cửu tổn thương. Dù sao tu la bản nguyên có được dung nạp cùng thôn vệ hết thảy năng lượng tối bản năng, trên bản chất tới nói, là đối cái này ám duệ ma long có thể sản xuất hàng loạt sinh cực mạnh tác dụng khắc chế. Đây cũng chính là ám duệ ma long có được thần cấp huyết mạch làm chèo chống, nếu như là cái khác năng lượng tối người điều khiển, chỉ sợ sớm đã bị Tu La chi hùng sức quy hết bờ mạnh mẽ đồng hóa. Theo Từ Dương bộc phát chân chính đỉnh phong thực lực, trận này đối kháng cán cân rốt cục cũng bắt đầu hướng phía phương hướng của hắn nghiêng, mà ám duệ ma long bản thể bên trên cũng càng ngày càng nhiều hiện ra đủ loại vết thương. Rất nhanh, gia hỏa này liền bị Từ Dương đánh cho máu thịt be bét, trên người vẫy rồng cũng biến thành là hư hại không chịu nổi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng tạm thời rơi thượng phong liền có thể áp chế ta sao? đừng quên ta thế nhưng là cao ngạo long tộc. Mà ngươi vẻn vẹn chỉ là hèn mọn mà nhân loại nhỏ bé thôi, bẩm sinh thiên phú là các người không cách nào bù đắp. Từ dương lộ ra một vòng cười lạnh, trông có nghịch lân, chạm vào tức giận, cái gọi là nghịch lân, kỳ thật chính là các người long tộc nhược điểm lớn nhất chỗ, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi long tộc là hoàng mỹ vô khuyết sao. Từ dương vừa mới nói xong nháy mắt sau đó, bản thân hắn đã xuất hiện tại ám duệ ma long bản thể lưng về sau, ánh mắt nhìn chồng chọc kia ba đạo nghịch lân vị trí. Hôm nay, ta liền hái được ngươi nghịch lân, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tục cùng có thế phẫn nộ đến như thế nào trình độ. Từ dương mười phần bài xích chủng tộc khác dùng miệt thì ánh mắt đối đãi long tộc, loại kia bẩm sinh thần tộc huyết mạch cao ngạo để từ dương thống hận không thôi. Hắn chính là muốn dùng phương thức như vậy, để ám duệ ma long minh bạch, thế giới này căn bản không phải từ bất luận cái gì một mạch có thể hoàn toàn chúa tể. Tiếp theo trong nháy mắt, trong tay tu la chi kiếm phong mang đè xuống vẻn vẹn vừa đối mặt liền đem cái này cự long cứng cỏi lân giáp xuyên thủng một cái to lớn huyết động cùng lúc đó từ dương bản thể trực tiếp rơi vào cái này ám duệ ma long phía sau đơn trưởng bám vào kia ba đạo vẫy rồng phía trên lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát ngọn lửa màu đen ngưng tụ tại kia ba đạo nghịch lân phía trên bắt đầu tùy ý thiêu đốt không ám duệ ma long dường như thật cảm nhận được thống khổ thật tình không biết kia ba đạo nghịch lân xen vào nhau vị trí, theo thứ tự là cự long gân rồng, long nguyên cùng long chi trái tim tam đại trí mạng con đường. Nói cách khác, đem cái này ba đạo nghịch lân rút ra bên ngoài cơ thể, giống như là là đem cự long mệnh mạch bộc lộ bên ngoài, coi như có được mạnh hơn lực phòng ngự, long tộc cũng sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Đang lúc ám duệ ma long chuẩn bị cuối cùng chống lại một đợt thời điểm, từ dương lại là vượt lên trước đắc thủ sinh sôi là đem ba đạo nghịch lân trong đó hai đạo luyện hóa thành hư vô. Chương 458, đoạn 7 Tiểu tử, ngươi làm tức giận Long Chi uy nghiêm, chú định hôm nay bỏ mạng ở tại đây. Mà ta sẽ để cho cái này bắt cương triệt để biến thành một mảnh núi thay biển máu, đây đều là làm đối ngươi trả thù. Ám Duệ Ma Long đột nhiên bắt đầu nói dọa, mặc dù mọi người đều không rõ ràng gia hỏa này ở đâu ra tự tin và lực lượng, nhưng đối phương dù sao cũng là Long tộc, Toàn bộ đại lục chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại, hắn đã dám nói như vậy, nhất định là có cái gì không được biết chuẩn bị ở sau. Từ Dương cũng chỉ lạnh lùng cười cười, bất nói nhảm, ngươi đã mất đi nghịch lân, bằng vào lực lượng của ngươi đã không có khả năng chiến thắng ta, còn ở nơi này nói chuyện viễn vông sao? Ám duệ ma long đột nhiên ha ha phá lên cười, tiếng cười kia là bực nào làm càng? Ai nói với ngươi, ta có thể điều khiển cũng chỉ có ta tự mình một người lực lượng đâu? Ám Duệ Ma Long vừa mới nói xong, đột nhiên làm ra một cái để hiện trường tất cả mọi người vì đó giật nảy cả mình cử động, chỉ thấy gia hỏa này khôi phục nửa người hóa trạng thái, vậy mà chủ động vươn tay ra đem mình cuối cùng một đạo nghịch lân rút ra thân thể của mình. Ta dựa vào, hắn đến tột cùng là đang làm gì? Chẳng lẽ là dự định tự sát sao? Ha ha, vậy thì có cái gì không có khả năng, đối mặt lão đại của chúng ta không gì sánh kịp thực lực, hắn đời này cũng không thể hoàn thành báo thù long tộc bị người rút nghịch lân, liền tương đương với đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục, đã đánh không lại cũng chỉ có thể lấy cái chết làm rõ ý chí. Long không từ cho là mình như vậy phân tích nhiều có đạo lý, nếu như bị từ dương nghiền ép gia hỏa này không phải cao ngạo long tộc, có lẽ bọn hắn cũng có khả năng chọn dùng tự sát phương thức kết thúc đây hết thảy, nhưng bọn hắn là long tộc. Không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Từ dương sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng của hắn không thể nghi ngờ đã dự phán ra cái này ám duệ ma long tiếp xuống cách làm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tại dùng phương thức như vậy kêu gọi mình đồng đội đi. Cái gì? Từ dương nói ra miệng về sau, phía dưới mình đoàn đội đám người triệt để bị kinh ngạc đến ngay người, đổ là chính hắn, như cũ có thể duy trì phần này bình tĩnh cùng thông dong. Không thể nào. Chẳng lẽ còn có cái khác cự long tồn tại? nếu như giống ám duệ ma long dạng này thực lực long tộc cường giả lại đến một cái vậy chúng ta chẳng phải là muốn hỏa diễm nữ thứ vừa mới bắt đầu không đứng yên nàng thật không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến tình trạng như thế chỉ là một cái huyết mang nhất tộc vậy mà liên tiếp dẫn xuất nhiều như vậy không phải là mà khi cái này long tộc hiện thân về sau liền mang ý nghĩa toàn bộ đại lục đều đã không còn bình tĩnh nữa ha 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 nghĩ không ra ngươi liền cái này đều đoán ra vậy ngươi vì sao còn có thế bảo trì bình tĩnh như thế dáng vẻ đâu ta rất hiếu kỳ từ dương cũng là khẽ nở nụ cười đó là bởi vì mặc kệ các người long tộc đến bao nhiêu ta đều có năng lực để các ngươi vĩnh viễn lưu lại từ dương vừa mới nói xong đột nhiên trong lòng bàn tay bên ngoài lật tu la chi kiếm tia sáng lần nữa lấp lánh lên mỗi khi hắn làm ra động tác này thời điểm giữa thiên địa hết thảy tất cả đều giống như tại cúng bái thần minh đồng dạng đồng thời hướng từ dương chung quanh thân thể phóng thích bản nguyên khí tức. Làm từ dương đem tu la chi kiếm hoành thân ở trước mặt mình lúc, khí tức kinh khủng chấn động không ngừng bộc phát. Cái này đạo kiếm lưỡi đao tia sáng dường như so trước đó càng cường thịnh mấy phần. Tiếp xuống, ta đem phóng xuất ra ta trước mắt có thể thi triển ra kỹ năng mạnh nhất, nếu như ngươi gánh vác được, có lẽ hôm nay một trận chiến này thật sẽ tồn tại biến số gì, nếu như ngươi gánh không được, như vậy thật đáng tiếc, cố sự liền đem sớm kết thúc. Từ Dương còn rất thách khí hướng đối phương sớm phóng thích nguy hiểm tín hiệu, kế tiếp, làm cái này tu la chi kiếm thông thể hắc sắc quang mang toàn bộ biến thành màu trắng thời điểm, chung quanh tất cả mọi người ý thức được, Từ Dương loại này cực hạn lực lượng. Đã có thể so với chân chính thần cấp cường giả. Ta thần a, Từ Dương chẳng lẽ hắn thật là thần sao? Nhất định sẽ không nhìn lầm, đại lục phía trên từ đầu đến cuối có một cái truyền thuyết, nếu như một người nào đó có thể thi triển thuần túy màu trắng tia sáng thậm chí là không màu tia sáng, vậy liền chứng minh người này là thần. Mà trên thực tế, bất kỳ cái gì một loại thiên địa nguyên tố đều có nó thuộc tính của mình cùng nhan sắc. Mà màu trắng, điều này đại biểu lấy giữa thiên địa thuần túy nhất năng lượng, nhưng phàm là có thể dẫn động của năng lượng này, không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa cấp cao nhất cường giả, mà nếu có thể đạt tới không màu trình độ. Vậy thì chờ cùng thậm chí áp đảo pháp tắc lực lượng phía trên, có được chúa tể chúng sinh thẩm phán tư cách. Lúc này từ dương ngưng tụ tại tu la chi kiếm bản thể bên trên bản nguyên chi lực, tản ra hào quang màu trắng sữa, là như thế thuần túy mà thần thánh. Mặc dù khoảng cách chân chính dung hợp thiên sứ chi tâm sau tu la thần chi truyền thừa cực hạn còn cách một đoạn, nhưng lúc này từ dương, không thể nghi ngờ đã làm được bất kỳ người nào khác đều muốn vì đó ngưỡng vọng trình độ. Tu la đạo áo nghĩa ma hồng thiên sứ Trong chốc lát, hào quang màu trắng sữa tản mát ra như là giữa trời liệt nhật đồng dạng quang huy rực rỡ, lập tức liền đem toàn bộ Bắc Cương trên không bóng tối vô tận hoàn toàn xua tan, thay thế nó trở thành thế gian này cấp cao nhất lực lượng. Mỗi đạo thanh âm phát ra sóng chấn động, phản phất đều sẽ để toàn bộ thế giới vì đó rung rẩy. Thẳng đến kia cuối cùng một đạo tiếng gầm, quanh minh bạo phát đi ra, từ dương phía sau một đạo toàn thân màu trắng thần thánh thiên sứ hình dáng chậm rãi hiển hiện. Mà đám người rõ ràng thấy rõ ràng, cái này vô cùng thánh khiết thiên sứ, lại có được ma quỷ đồng dạng đen nhánh gương mặt, màu đỏ tươi ánh mắt nên đón thẩm phán đi. Sau một khắc, Từ Dương đem toàn bộ lực lượng của mình ngưng tụ tại một kiếm này phía trên. Tại khóa chặt ám duệ ma long bản thể khí tức về sau, cái này diệt thế một kiếm rốt cục nện xuống. Ám duệ ma long cũng minh bạch, mình vô luận như thế nào cũng ngăn không được một kiếm này uy lực. E là cho dù là thần cấp cường giả, tại đứng trước Từ Dương cái này trung cực áo nghĩa tiến công lúc, cũng sẽ bị thương nặng. Ám duệ ma long không có lựa chọn nào khác, hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng ngưng tụ mình bản thể toàn bộ lực lượng, dùng để ngăn cản một kiếm này phá hủy thức lực lượng. Mà bị hắn cưỡng chế hái xuống kia đạo thứ ba nghịch lân, thì bị hắn ném về phía trên bầu trời, Tảng mắt ra vô cùng cường thế long chi gầm thét. Trên trời cao, cự long uy nghiêm bị từ dương cái này kinh thiên một kiếm hoàn toàn nghiền nát. Ma hồn thiên sứ uy lực, gần như đã có thể so với thiên địa pháp tắc mức cực hạn có thể chịu đựng, một kiếm này đem ám duệ ma long long chi thân xác hoàn toàn phá hủy chỉ còn lại kia quanh quẩn tại long chi nghịch lân chung quanh long hồn còn bảo tồn hoàn chỉnh trời ạ à, từ dương thật làm được hắn thế mà ngay trước chúng ta mặc xóa bỏ một đầu chân long mặc dù kia long hồn còn không có bị phá hủy nhưng một kiếm này có thể đem chân long thân xác hoàn toàn hủy diệt đã đủ để chứng minh từ dương cường đại có lẽ phóng tầm mắt toàn bộ tam thiên đạo châu có thể làm được hắn mức này căn bản không cao hơn ba người phía dưới mọi người đã triệt để bị kinh ngạc đến ngay người từ dương cường đại đã không cần dùng bất kỳ ngôn ngữ đi lắm lời mà giờ khắc này làm cái này cự long thân thể tại tất cả mọi người chú một phía dưới hoàn toàn vỡ vụn khiến cho trong lòng mọi người nguyên bản giống như núi cao áp lực dường như cũng bị phóng thích không ít mà vừa mới ám duệ ma long nói tới các đồng bạn của mình dường như cũng không có bất kỳ cái gì xuất hiện dấu hiệu ha 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 ám duệ ma long ngươi không phải rất ngông cuồng sao tiếp tục gọi rầm rĩ a. Chương 459, giúp đỡ xuất hiện. Ta nhìn, kêu gào chính là bọn ngươi đám côn trùng này đi. Đột nhiên, đúng lúc này, vân thiên cuối cùng, ba phương hướng đột nhiên không hề có điềm báo trước xuất hiện một đạo cường đại long chi uy áp. Cái này ba cổ khí tức uy áp xuất hiện, lập tức liền làm cho cả thương khung đều vì thế mà chấn động. Mênh mông Bắc Cương lĩnh vực, cũng bởi vì cái này ba đạo long lực bộc phát, đại địa cũng bắt đầu liên tiếp rung rẩy lên, bắt cương bên trong ức vạn chúng sinh, sâu trong linh hồn cũng bắt đầu không tự chủ được trung rẩy. Phản phất một loại cúng bái thần minh dê xê vọng, từ cái này bắt cương chúng sinh ở sâu trong nội tâm nảy mầm ra tới. Thậm chí có một ít thực lực thấp sinh linh, đều đã không tự chủ được đối thiên không quỳ xuống. Hiển nhiên, cái này tam đại vô cùng cường đại uy áp rõ ràng chính là hướng phía bắc cương phương hướng cố ý phóng xuất ra, mà cái này mấy đạo khí tức chủ nhân, Đương nhiên đó là cái này bị từ dương chém nát long chi thân xác ám duệ ma long gọi tới giúp đỡ. Rốt cục, ba đạo long hồn dần dần lộ ra hoàn chỉnh hình dáng, đằng vân giá vũ mà tới. Nhất phương đông đầu kia hắc long thực lực cường đại nhất, vẻn vẹn chỉ có long hồn hình thái, nhưng lại có thể tản mát ra có thể so với lực lượng pháp tắc thần cấp bi áp. Nam hướng con rồng kia, toàn thân tản ra màu trắng bạc, rõ ràng là một đầu mẫu long, về phần nàng có được cỡ nào thuộc tính năng lực trước mắt từ dương còn không tốt làm ra phán đoán mà phương tây con rồng kia đã làm cho nghiền ngẫm mặc dù phát ra cũng là long tộc khí tức nhưng nhìn hắn lúc này cái này hình thái dường như cùng truyền thống trên ý nghĩa long tộc còn có khác nhau không thể phủ nhận là cái này ba đạo long hồn tụ hội lập tức liền làm cho cả bắc cương trở thành tam thiên đạo châu thế lực khắp nơi trong mong ngóng nhìn ánh mắt tập kết điểm đối với tam thiên đạo châu bên trong bất luận cái gì một mạch thế lực cường đại đến nói đột nhiên bắt cảnh phương hướng tụ tập bốn đạo cự long khí tức, không thể nghi ngờ đồng đẳng với tam thiên đạo châu bên trong một trận động đất, dạng này đột phát sự kiện xuất hiện. Sẽ khiến toàn bộ đại lục khu vực khác phá lệ chú ý. Nguyên bản đó cũng không phải từ dương muốn nhìn thấy, nhưng hôm nay đối phương đã lựa chọn làm như vậy, khi từ dương trừ đối mặt cũng đã không có lựa chọn nào khác. Ha ha ha, từ dương, hiện tại ngươi vui vẻ đi, ta sẽ để cho toàn bộ đại lục đều biết bắt cương chân chính bí mật đến cùng là cái gì. Ám duệ ma long cùng loạn cười như điên, tiếng cười kia ở trong giường như còn kèm theo một chút bi tráng, bởi vì hắn long chi thân xác đại biểu cho hắn đáng giá nhất kiêu ngạo tư bản, một thân long tộc huyết mạch, tất cả đều bị người trước mặt này loại lực lượng hủy đi. Mặc dù hắn lợi dụng lấy cuối cùng một đạo nghịch lân, gánh chịu lấy linh hồn của mình, cũng không có theo lấy thân thể của mình cùng nhau hướng bị hủy diệt, nhưng đối với ám duệ ma long đến nói, hắn thân là long tộc, cao ngạo tôn nghiêm đã không còn tồn tại. Ta nói lão lục, ngươi làm sao hỗn đến loại trình độ này rồi. Ha ha ha, Lục ca, muốn không phải chúng ta kịp thời đuổi tới, ngươi chỉ sợ là muốn bị cái này nhân tộc chém giết nha. Thất muội ngũ ca, các người cũng không cần như vậy chế giễu ta. Hôm nay gọi các ngươi tới là có hai chuyện muốn làm, mà là chuyện thứ nhất, chính là trước đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, báo thù cho ta. Ám duệ ma long chính là năm đó cửu long thiên kiếp bên trong xếp hạng thứ sáu tổ long. Lúc này, Ma Long cùng cái khác hai đầu tổ Long toàn đều đem ánh mắt tập trung ở đầu kia Hắc Long trên thân. Mặc dù chỉ là hồn thể trạng thái, nhưng đầu này Hắc Long khí tức chính là Từ Dương cũng cảm nhận được một chút áp lực, so với ảo tưởng thế giới ở trong Hắc Giao Vương còn cường đại hơn quá nhiều. Ngươi còn có cái gì, muốn với cái thế giới này nói sao? Nắm chặt thời gian, chúng ta không có càng nhiều kiên nhẫn lãng phí ở trên người của ngươi. Không thể không nói, cái này Hắc Long mới mở miệng giá trị chính là rất cao, hiển nhiên hắn căn bản không có đem từ dương xem như một cái đối thủ đến đối đãi làm đáp lại từ dương ngay cả lời đều không có đối với hắn nói chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mình tu la chi kiếm vô cùng cường đại mũi nhọn chỉ bằng ngươi nói ra lời nói này ngươi đã có được chết tại ta dưới kiếm tư cách ha 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 hảo tiểu tử ta nhìn ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu hắc long cũng không nói nhảm quả nhiên là cái mạnh mẽ vang dội chủ tiếp theo trong nháy mắt hắn khổng lồ long hồn đã bắt đầu ở giữa không trung chạy khắp lên, động tác vừa nhanh vừa mạnh, đúng là cái khác ba đầu tổ long đều không cụ bị. Kinh khủng màu đen uy áp không ngừng giáng lâm, từ dương thình lình phát hiện, cái này hắc long sở dĩ có thể mang đến cho mình rõ ràng như thế lực trung động, là bởi vì trong cơ thể hắn hắc long bản nguyên vậy mà cùng tu la lực lượng hiệu quả như nhau. Làm sao có thể? Tu la chính là từ xưa đến nay thần cấp cường giả, trong cơ thể hắn bản nguyên, làm sao lại cùng long tộc lực lượng tương tự như vậy? Từ dương mang theo nghi vấn như vậy, đối đầu này hắc long triển khai tiến công, đôi bên đánh hôn thiên ám địa, cái khác ba đạo long hồn ai cũng không có nhúng tay, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nhà mình nhị ca thực lực, tại long tộc ở trong đều là chân chính thượng vị giả. Tuyệt đối không cho phép tại hắn xuất thủ quá trình bên trong có cái khác đồng bạn tiến hành trợ giúp. Ngược lại là từ dương bên này, mọi người nhưng đều là có lòng không đủ lực mỗi người đều nghĩ lên trước giúp Từ Dương làm những gì, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, bằng vào mình thực lực, chỉ sợ liền cái này bốn đạo long hồn uy áp đều gánh không được, chớ nói chi là trợ giúp Từ Dương. Vô cùng cường đại kiếm hồn khí tức bắt đầu bừa bãi tàn phá tại đỉnh mây phía trên. Từ Dương từ đầu đến cuối tại cường hóa tự thân sức chiến đấu, nhưng trên thực tế, vừa mới tại miễu sát ám duệ ma long long chi thân xác về sau, Từ Dương đã tiến vào kiệt sức trạng thái, hắn lúc này, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong. Vậy mà mặc dù như thế, hắn còn có thế trong hư không này cùng trước mặt cái này đạo màu đen long hồn đánh thành chia 5 năm, năm. Đương nhiên, nhất định phải sách đầy miệng chính là, cái này hắc long cũng vẹn vẹn chỉ là long hồn hình thái, cũng không có chân chính long tộc thân xác cùng nhau gián lâm, nếu quả thật chính là hoàn toàn thể, e là cho dù là bây giờ từ dương đỉnh phong cũng rất khó chống lại. Dù sao từ dương mạnh hơn, cũng còn không có đạt tới năm đó tu la đụng vào thần chi giới hạn trình độ, nhưng nếu như là cái này Hắc Long hoàn toàn thể, kia trên đại lục này, tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa thần. Ầm ầm. Kinh cũng kiếm khí liên tiếp phát ra, nhưng mà từ Dương càng thêm ý thức được, mình tu la lực lượng đối diện trước màu đen tổ long hồn đến nói, ảnh hưởng cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Ha ha ha, tiểu tử, quên nói cho ngươi, ngươi cái này một thân tu la thần chi truyền thừa, căn bản không có khả năng tổn thương đến ta, bởi vì cái kia truyền thừa cho ngươi lực lượng của thần nam nhân Tu La, đã từng là đệ tử của ta. Cái gì? Hắc Long nói ra lời nói này, triệt để chấn kinh hiện trường tất cả mọi người, lần này liền từ dương cái này xưa nay nhẹ như mây gió gia hỏa cũng không tự chủ được trùng mình một cái. Tu La ân sư Chuyện này từ dương cho tới bây giờ không có nghe Tu La nhắc qua, càng thêm không biết Tu La tại chứng đạo trước đó, lại có một cái long tộc sư tôn. Như thế hai tướng so sánh phía dưới, càng thêm làm nổi bật lên tiêu giao đạo quân năm đó tinh mới tuyệt diễm. Tiểu cô nương kia lại có thể bằng vào mình thực lực đứng tại đại lục này đỉnh. Ầm ầm. Chương 460, Thải sắc hồn. Tiểu tử, ngươi đã không có dư thừa khí lực đi, chuẩn bị chịu chết đi. Hắc Long khí tức trở nên càng thêm cường hoành. Đáng nhắc tới chính là, cái này Hắc Long kinh nghiệm tác chiến rõ ràng muốn so ám duệ Ma Long phong phú quá nhiều. Xem ra, cái này tổ long tiến vào thành Thục Kỳ, sợ là cũng có mấy trăm vạn năm. Trước đó cùng Từ Dương đối kháng mỗi một cái khâu, hắn đều là đang không ngừng tiến hành thăm dò, tại Bảo Đảm đã nhìn ra Từ Dương toàn bộ nội tình về sau, cái này Hắc Long mới chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh, phát ra mình một kích trí mạng. Không động thì thôi, động thì thế như vạn tấn. Đối thủ như vậy mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Hắc Long gào thét. Gầm thét thanh âm bộc phát, cái này Hắc Long cấp tốc khóa chặt Từ Dương khí tức, tại Từ Dương vừa mới tiến hành một lần thuấn gian di động về sau, quả quyết đem cả người hắn khóa chặt tại hư không cố định phương vị. Cùng tại thời khắc này, Từ Dương thình lình phát hiện, mình đã mất đi cùng chung quanh hư không pháp tắc ở giữa bất luận cái gì cảm ứng, mang ý nghĩa hắn đã bị giam cầm ở cái này hư không, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tránh thoát. Tiểu tử, ngươi thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, đoán chừng lần này ngươi hẳn là gánh không được cái này hắc long lực lượng trong đầu, cửu thải càng không chung thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Hừ, có thể uy hết bờ ta người còn không tồn tại đâu, ta đón thêm dẫn một lần lực lượng phát tắc, nhất định có thể đối phó được. Nhưng cái này về sau đâu? Trung hồn thanh âm cổ xưa mà hùng hậu, lại là xen lẫn một loại nói không nên lời trưởng giả khí tức. Cho từ dương một loại mười phần an tâm cảm giác. Hoàn toàn chính xác, lần này trung hồn một câu, lại là để từ dương trở nên á khẩu không trả lời được giờ phút này đối từ dương xuất thủ vẻn vẹn chỉ là cái này hắc long một đạo hồn thể coi như từ dương có thể đối phó được cái này hắc long không gì sánh kịp lực lượng cường đại thậm chí có thể chiến thắng nó như vậy làm cái này bốn đạo long hồn đồng thời phát ra thời điểm tiến công liền không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản dạng này cường độ tiến công nghe hiện tại ngươi lập tức tâm thần thủ nhất mượn nhờ thiên nhiên lực lượng khôi phục năng lượng ta đến thay ngươi gánh vác cái này một đợt từ dương quả quyết cự tuyệt đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là ở vào thời kỳ dưỡng bệnh trạng thái, hoặc là nói, từ lúc tiến vào tiêu giao đạo tông sau những năm này, ngươi một mực không có khôi phục lại đỉnh phong trình độ. Trung hồn tự hồ có chút kinh ngạc nhìn từ dương một chút, cái này đều bị ngươi phát hiện. Từ dương cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, hoàn chỉnh trung hồn, tuyệt đối sẽ không chủ động biến thành phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ bộ phận, coi như ngươi muốn đạt thành ẩn nhẫn khí tức mục đích, như vậy ngươi cũng tuyệt đối sẽ không dùng phương thức như vậy che giấu mình Kỳ thật coi ta thiên nhãn lực lượng lần thứ nhất Cùng khí tức của ngươi lẫn tiếp xúc thời điểm Ta liền phát giác được trên người ngươi khó mà bù đắp vết thương Bằng không mà nói Năm đó đỉnh phong ngươi Hẳn là có thể áp đảo đại lục chúng sinh phía trên thần tích tồn tại Trung hồn bất đắc dĩ thở dài Chuyện năm đó cũng không cần nhắc lại Huống chi tạo thành ta hôm nay bộ dáng này cũng không phải là long tộc Ta cùng bọn hắn cũng không có sinh tử tất cừu hận nhưng bây giờ ta như là đã trở thành đồng bọn của ngươi, vậy ta liền tuyệt không cho phép bọn hắn tổn thương đến ngươi. Coi như ta chung hồn lại một lần nữa vỡ vụn lại nên làm như thế nào, lớn không được lại ngủ say nửa năm thôi. Từ Dương lại là lắc đầu, đừng có lại lừa mình dối người, nếu như lại một lần nữa vỡ vụn, ngươi đời này kiếp này đều vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục lại năm đó thần cấp đỉnh phong, không cần nói nữa, ta sẽ không để cho ngươi bởi vì ta hy sinh hết mình, tin tưởng ta ta có năng lực ngăn cản đây hết thảy. Từ dương nói xong, đột nhiên để linh hồn của mình thoát ly bản thể, rất nhanh một đạo vô cùng tinh xảo hoàn chỉnh hồn thể hình dáng hiện lên ở từ dương thân sắc phía trên, mà bị hắn siết trong tay tu la chi kiếm, nhưng cũng tại thời khắc này tản mát ra trước nay chưa từng có tinh xảo bộ dáng. Có được nhan sắc linh hồn, là thế giới này chúng sinh cùng thần bản chất nhất khác nhau. Làm từ dương đây rõ ràng thải sắc bao phủ linh hồn thể hiển hiện ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người bị triệt để kinh ngạc đến ngay người. Bao quát trước mặt cái này mấy đạo long hồn, cũng căn bản không nghĩ tới, tại nhân tộc người bình thường hàng ngũ bên trong, vậy mà còn có người có thể đạt tới dạng này linh hồn cảnh giới. Tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi lại một lần nữa cho ta kinh hỉ, linh hồn của ngươi có được nhan sắc, đây không chỉ là tu la truyền thừa mang cho ngươi ảnh hưởng A. À. Trên thực tế, từ dương mình đối với phương diện này biến hóa cũng không phải rất để ý, hắn cũng không rõ ràng đến cùng vì cái gì linh hồn của mình có được nhan sắc. Nguyên bản hắn thật coi là biến hóa như thế là tu la mang cho mình, nhưng bây giờ nghe hắc long dạng này một phen lý do thoái thác. Từ dương bắt đầu ý thức được, tu la còn không có cường đại đến tình trạng như vậy. Vậy thì thế nào? Những cái này giống như cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nếu như các người cảm thấy mình đủ cường đại, vậy liền hủy diệt ta đi. Bằng không mà nói, coi như các người là rồng lại như thế nào. Từ dương khí tức tại thời khắc này thiêu đốt đến cực hạn, mà hắn kia có được thải sắc tia sáng linh hồn, phản phất cũng tại thời khắc này trao đổi giữa thiên địa một chút nhìn không thấy đặc thù lực lượng. Không có người phát hiện, làm từ dương linh hồn phóng xuất ra cái này mênh mông tia sáng lúc, khi kinh vân cốc phương hướng địa mạch chỗ sâu, một cổ ngủ say quá nhiều năm khí tức bắt đầu khôi phục. Liền xem như toàn bộ bắc cảnh bị cái này mênh mông long chi uy áp bao phủ mỗi một cái khu vực, những cái kia chúng sinh linh hồn cũng tại từ dương cổ này bản nguyên linh hồn khí tức ảnh hưởng dưới bắt đầu khôi phục. Phản phất từ dương cái này có được nhan sắc linh hồn bản thể, dựng dục có thể sáng tạo vô hạn khả năng kỳ tích chi quan. Cổ khí tức này rất cổ quái, căn bản không thể dùng người phạm trù đi định nghĩa. Vân thư bản năng cảm khái một tiếng, ánh mắt bên trong đều là tràn ngập sợ hãi than tia sáng. A, à, ngươi cũng cảm thấy từ dương hắn rất đặc biệt sao? Đột nhiên, rất ít cùng vân thư chủ động nói chuyện mộ dung kiếm mở miệng nhìn về phía vân thư ánh mắt bên trong thế mà còn kèm theo mấy phần ôn hòa dạng này xảy ra bất ngờ biến hóa ngược lại để vân thư ở sâu trong nội tâm tràn ngập ngọt ngào không sai vừa mới bắt đầu ta cũng chỉ là giống như những người khác cảm thấy người này rất cường đại nhưng hiện tại xem ra trên thân người này dường như không chỉ chỉ có được thực lực đơn giản như vậy hắn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích bằng vào có lẽ không chỉ là thực lực Hắn cái này đạo linh hồn, liền đã cùng cái này ức vạn chúng sinh có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Mộ Dung Kiếm cũng là vui lòng phục tùng liên tục gật đầu. Có được nhan sắc linh hồn, cho tới bây giờ đều là thần tiêu chuẩn phối trí định nghĩa. Nếu như từ dương là chân chính thần, có được độc lập thần cách, như vậy hắn làm ra đây hết thảy đều không hề thấy quái lạ, nhưng bây giờ hắn căn bản đều không có đạt tới trình độ như vậy lại tại linh hồn phương diện cùng tinh thần cảnh giới các phương diện đều đã có thế so với vai thần tồn tại, thậm chí là có thế bao trùm tại thần chi lên. Dạng này một người bình thường, bản thân liền là cái kỳ tích. Mộ dung kiếm phen này khái quát có thể nói tương đương phấn khích, cũng đem hắn nội tâm ở trong đối từ dương một người như vậy có càng thêm hoàn chỉnh định nghĩa. Mà lúc này, nương theo lấy cái này thải sắc linh hồn tia sáng không ngừng khuếch tán, toàn bộ bắc cảnh đều đang phát sinh lấy thay đổi một cách vô tri vô giác to lớn thay đổi. Cùng tại thời khắc này, một đạo càng thêm khí tức cường đại, đã bắt đầu tại Bắc Cương địa mạch chỗ sâu ấp ủ.